Bimiu hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Họ như đã quen biết nhau từ kiếp nào, họ hiểu nhau từ kiếp nào. Đưa tay đây nào à? Mãi bên nhau bạn nhé. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến vòng 3. Thật là hạnh phúc cho chúng tôi, những người làm chương trình. Mong tìm được chân ái cho những người tham gia. Và hôm nay, tất cả trong số họ đều lựa chọn tiếp tục đến với những phần sau của chương trình. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi, những người làm chương trình, đang làm khá tốt công việc của mình. Và bây giờ chính là lúc tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của họ trước khi gặp mặt nhau. Nào, hãy quay trở lại nhìn vào đúng đối tượng mà mình mong muốn. 3, 2, 1, xin mời. Cái mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hoa. Wow. Vậy mà sau bao năm, sang lẻ loi có phòng tràn ngăn với những mùi hình. Và thân với em, xuân xanh sắp hết những ngày thơ không còn nghĩ nữa. Xuân phố môi tôi xóa quên hết những buồn buồn. Ngồi vào ghế, ngồi vào ghế. Bởi vì tôi thấy có người còn chính choáng suýt ngã. Anh Xuân Bắc biết sao không? Em ngồi từ dưới này em nhìn lên nhá. Mặc dù chúng ta chưa hề biết chính xác người mà chúng ta mong muốn nhìn thấy đầu tiên là ai, nhưng mà tự nhiên em có một cảm giác khi mà cả bốn bạn quay lại một cái nhìn phát trúng ngay cái người mà trong lòng mình đang nghĩ luôn. Trúng luôn đấy hả? Trúng luôn. À, để tôi hỏi Ngọc Bích. Dạ. Em nhìn có trúng không? Trúng rồi anh. Trúng rồi. Đúng rồi. Bích Trâm. Dạ. Em đoán được đối tượng của em chưa? À, quay lại là em bán tim đúng luôn rồi. Bán tim đúng luôn rồi. Bán tim luôn rồi. Tuấn, em thích ai em cứ nhìn thẳng, không việc gì phải nhìn trộm. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng ta có một điểm đặc biệt. Ngay từ khi bắt đầu các nhân vật của chúng ta xuất hiện, chúng tôi đã cài một hệ thống để ghi nhận nhịp tim, ánh mắt, hơi thở, phản ứng của những người tham gia. Để cuối cùng, chúng ta sẽ căn cứ vào đó xem họ thực sự rung động thế nào với đối phương của mình, xem họ có quyết định chính xác hay không. Chúng ta nhìn nhau, quan sát nhau, suy nghĩ cái gì, nãy giờ có máy theo dõi hết. Máy sẽ phân tích dữ liệu xem là chúng ta đang trong cái trạng thái như thế nào. Không có gì căng thẳng hết. Vâng. Và bây giờ tôi hỏi Giang Võ, bạn hãy nói cảm nghĩ của bạn về đối tượng mà bạn đã tìm thấy vào giờ phút này. Hơn sự em tưởng tượng luôn. Hơn cả tưởng tượng của mình. Về cả ngoại hình và gương mặt. Cả ngoại hình và gương mặt. Thế ngoại hình và gương mặt nó khác nhau à? Ngọc Bích, theo em thì Giang Võ đang nói về ai? Thì ngay từ lúc nãy em quay lại á, là em đã đoán được cái đối tượng của mình chọn rồi. Thì bạn nói là bạn chọn đúng rồi, thì chắc là đang nói về em. Tại em suy nghĩ á, anh còn là anh làm shipper thì chắc chắn anh sẽ hơi đen, hơi ngăm, là em đoán được ngay. Còn anh kia là làm văn phòng. Cũng nhìn đoán được luôn. Dạ, yeah, đúng rồi. À, shipper ngăm ngăm, đen đen, trẻ trâu, lái trâu. Mình cứ quy định thế. Bạn Tuấn, bạn thấy đối tượng của bạn thế nào? Đúng gu em luôn. Đúng gu em luôn. Một câu thôi chốt, đúng gu. Còn em? Dạ, em thì thích bạn nam hơi béo béo, có bụng. Đúng gu em luôn. Đúng gu luôn. Chốt luôn. Chứng tỏ một điều rằng là chân ái trong cuộc sống này đâu có khó. Chỉ cần chúng ta hãy mở lòng mình ra, tạo cho mình cơ hội là đúng gu luôn. Tìm luôn. Nhìn nhau, cảm nhận ánh mắt của nhau, đó là bước khởi đầu. Bây giờ sẽ là lúc mà các bạn chính thức được chạm vào nhau. Điều này vô cùng quan trọng. Sẽ có một bản nhạc vô cùng lãng mạn cất lên. Việc của các bạn là đến với đối tượng của mình.
để cùng du dương trong âm nhạc, để cảm nhận nhau và để cuối cùng khi kết thúc các bạn cho chúng tôi biết có chốt cho việc hẹn hò hay không. Còn nhiều thứ có lẽ chưa thấy rõ bằng thời gian, những tin nhắn không như mơ mộng, và lúc sóng gió đến toán vây quanh chuyện tình ta là mình lung lay khát vọng. Xin ta hãy nhớ hôm nay cho ngày ước được từ tâm can, để thêm cố gắng vẫn tin yêu và bước qua. Và giờ đây khi nhân duyên mang em đến bên cạnh, bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Yeah. Hôm nay hai trái tim vàng nhìn thấy trong các bạn rồi. Tôi xin lỗi là ở chỗ nhìn xem nép vào nhau bên này đang tay luôn này anh. Âm nhạc đang cất lên mà tôi hô dừng nhạc có vẻ có một chút gì đó nó bị ngắt cảm xúc của quý vị đang theo dõi, nhưng tôi cảm nhận được những bước đi của hai cặp đôi. Người dừng đầu tiên không ai khác đó là Tuấn. Bên này cũng hợp luôn đấy. Tuấn nhìn tôi và ý như là anh ơi không có nhảy nhót gì nữa. Đủ rồi anh. Quá đủ rồi. Và bây giờ tôi sẽ hỏi là các bạn có chốt rằng thưa tất cả mọi người, chúng em chính thức tìm hiểu và hẹn hò từ đây hay không? Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Lắng nghe lại nhịp đập trái tim mình, lắng nghe lại câu chuyện từ đầu đến giờ chúng ta đã chia sẻ, suy nghĩ lại về những lời tư vấn của ban cố vấn cũng như là gia đình của mình. Nhưng quan trọng hết, theo như kinh nghiệm của Di Tường thì ngoài cảm xúc nó còn phải có một chút lý trí nữa mới có thể đi được với nhau một đoạn đường dài. Suy nghĩ thật kỹ, hãy đưa ra quyết định của mình các bạn nhé. Em muốn là những cái vết chai đó hành lên tay của em chứ không phải là những tay của anh. Em. Dạ. Bích Trâm, bây giờ cảm xúc của em thế nào? Nói nhanh rõ ràng không phải suy nghĩ nhiều. Không nói nên lời luôn. Em không nói được. Không nói nên lời. Còn em? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời có nghĩa là gì ạ? Họ như đã quen biết nhau từ kiếp nào, họ hiểu nhau từ kiếp nào. Thế làm thế nào bây giờ? Chả làm thế nào cả. Tóm lại là em thế nào? Tụi em sẽ hẹn hò. Chốt rồi. Tụi em sẽ hẹn hò. Thế em đã hỏi ý kiến của Bích Trâm chưa? Một cái siết tay thay thế tất cả mọi lời nói. Kể từ giờ phút này, anh sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong mọi vấn đề của cuộc sống chúng ta. Tụi em sẽ hẹn hò hay không? Quá tuyệt. Quá bản lĩnh. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đang chờ đợi. Đưa tay đây nào à? Mãi bên nhau bạn nhé. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Ngày hôm nay hai trái tim vàng nhìn thấy trong mắt. Tôi biết em đang run, nhưng mà cho tôi hỏi vì sao lại phải lâu thế? Tại vì em còn một chút lấn cấn. Thứ nhất là theo cái gu của em á, là em cần một cái người lớn tuổi hơn em. Tại vì em suy nghĩ á, thì càng lớn tuổi sẽ càng trưởng thành hơn. Nhưng mà bạn này là hình như là nhỏ tuổi hơn em. Tuy là nhỏ tuổi hơn nhưng mà em vẫn cảm nhận được là cái sự ấm áp và có chút trưởng thành trong đó. Rồi mới đầu bạn quay lại bạn nhìn em, bạn không chớp mắt luôn chị. Bạn nhìn mà đến nỗi mà em không dám nhìn lại luôn. Em quay qua em nhìn anh Xuân Bắc không. Và cuối cùng điều gì khiến em vẫn chốt đưa bàn tay của mình ra cho anh ấy? Khi mà em đến với chương trình này thì cũng giống như em quyết định là em mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận một tình yêu mới.
có thể là không đúng như cái gu hay là trí tưởng tượng hay hình mẫu của em, nhưng chỉ cần là đồng điệu và cũng coi như là một phần là xét đánh á. Và chị hy vọng rằng cái cảm xúc ngày hôm nay nó đúng với hoàn cảnh của em nhé. Dạ, em cảm ơn. Thưa quý vị, chương trình Chân Ái cho đến giờ phút này, ở vòng 3 chúng ta đã có hai cặp đôi các bạn gắn kết với nhau và cùng đi đến một quyết định, đó là hẹn hò. Chúng tôi xin chúc mừng các bạn đã có bước tiếp theo sau bước khởi đầu tốt đẹp. BMU hân hạnh đồng hành cùng chương trình.